mình khâu khné nô té, xem rap anh nhà thâu khai cầm bông thông với co cầm bông tài cho pin nết, tì tăng đây đầm bàn bay đầm sập sai anh sa hợp bao sầm đại để chỗ sẽ đem pika cắt việc đấy, đa là bờ chìa bọt đại bàn ru nữ, nâng anh sai phao yu chín năm nâng không khôn nữ không có nâng sọc sầm tùng ai đam ngô ra tận áp bị bà khai cầm bông thông cà pin mà sầm mày ní cứ bàn đặc nom sa hạ cà rấy cho pin nết đây đầm bàn bay đa là bờ chìa bọt anh sai phao nâng không sọc sầm tùng nâng không ác cả nút đáy ai đam bàn lực lang thà bầm mục ở ra tháp bị bà cầm bờ chìa bàn cất cú giang là ẩn lõn âm pi sốc tốc là bỏ bởi chìa bà rốt đầy mơ khơi bị tốc lầm bạ là bỏ bởi chìa bà rốt sập đại đế chố bàn sầm rạch cắt chuyện đây nơi đầm bàn bấy chung vinh bằng tờ lê sáp chùn bò rốt đà bàn ả sài phó nước bà rô nơi dù chạp bị đập chân lăng tới thật nơi khăn đàn ả phê rẻ chìa đầm bàn bí nâng đầm bàn bấy nơi bằng tờ lê sàm ai cái đám ban mình chạy thả cà rìa trong cát phiêu chun ní nâng tới miền cà vo vây cầm nát bầm tay rồi viện đầy rót nâng đầy bờ chìa bọt ở bàn cho bàn lúa nâng bằng can cà đâm chờ bằng tham tiết xâm nhập đầy đầy ra sa túc chia chấm rót tây bông nâng sắp xem xây làng quỳnh ai cái đám ban mình chạy thả được không khát cầm bông thông tới ban bầm mục rìa thả bị báo xâm ra cà xâm ruột cát tây đầy chen pi đầm bàn áp phía rẽ sờ rập chấm nuôn chiêng pi pon hạch tá chun bò rót đại ban asrai paul cà lò mục rụi hời ប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនៅក្តីសប្បាយរីករាយនិងគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានកើតគូអំពីជីវភាពនិងសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំនេះចុះមកឆ្លៀលវវែងដីតែដីនោះមិនតាន់បានតលីនៅសពថ្ងៃទេហើយក៏ឡងមកតាំងពីឆ្នាំ2009មករហូតដល់ឥឡូវគឺដីនោះកាន់តែរីកដាលជ្រៅទៅជ្រៅទៅបាទស្រ័យផលមកសពថ្ងៃនេះទៅ xong tay có bàn phá ao thuê dân làm này có dân phá ta xong tay tới đó lấy bàn xem tụng ọc như chìa bà rốt tụng ọc ní ọc côn đó xong tay nhớ đây bàn kết cụ đó côn trai và hai ọc côn đó lúc áo ba lấy bàn kết cụ đó chìa bà rốt nước nông dây lúc nước nông khét của vùng thông dân này ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋក៏បានបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែកាត់គូអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋស្មើស្មើគ្នានិងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់